lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, văn số 26. Tôi thường nhìn thấy các cạm bẫy rình chụp tôi do những người nhẽ ra không nên làm như thế. Tôi không bào chữa, nhưng phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng tôi. Và tôi thấy những người ấy đã mắc vào những giò bẫy do chính họ giăng ra. Lạy Thiên Chúa, Chúa công bình và tốt lành chừng nào. Con hãy viết: Cha là đấng ba lần thánh, và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương vấn tội lỗi. Nhưng nếu họ hối cải, thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào. Tình thương Cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, Cha bám sát các tội nhân trên mồ họ đi. Và trái tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên Cha. Cha quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho trái tim Cha, và Cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của Cha. Họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ. Khi nào nó sẽ đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố và qua tiếng nói của giáo hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn. Ôi Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những nỗ lực của con. Dường như con khỏe khoắn hơn một chút, nhưng chỉ đủ sức đi lại trên hành lang thay vì phải nằm trên giường. Con nhìn thấy và ý thức đầy đủ những gì đang xảy đến với con. Mặc dù có sự chăm sóc ân cần của các bề trên của con và sự tận tình của các bác sĩ, nhưng sức khỏe của con vẫn cạn dần và lụi tàn. Nhưng lạy Chúa, tình yêu của con hết sức vui mừng khi nghe tiếng Chúa gọi, bởi vì con biết sứ mạng của con sẽ khởi sự vào lúc con lìa đời. Ôi, con mong mỏi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác này biết bao. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết trong tất cả những ước vọng của con luôn luôn muốn thấy thánh ý Chúa. Về phần mình, con không muốn chết sớm hơn hoặc sống lâu hơn một chút, đau khổ bớt đi hoặc đau khổ nhiều thêm, nhưng con chỉ muốn thực thi thánh ý Chúa. Mặc dù con thao thức nóng bỏng và những ước vọng bừng bừng trong lòng con rất lớn lao, nhưng chúng không bao giờ được phép vượt trên thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, đấng duy nhất tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương xót. Từ thuở xa xưa, chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra đã có một ai tín thác vào lòng thương Chúa mà phải thất vọng bao giờ. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất,
chỉ có Chúa mới làm cho con được nên công chính. Và Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt khi con thống hối tìm đến cùng trái tim từ ai, nơi chưa từng có một ai, dù là tội nhân khốn nạn nhất, mà bị khước từ. Hôm nay tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố. Cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả, và sấm sét giăng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại thì nghe những lời này. Con hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy con thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi kinh. Chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn. Và tôi nghe những lời này. Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Khi đang cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, tôi nghe những lời này. Cha dành cho nước Ba Lan một tình yêu đặc biệt, và nếu đất nước này vâng theo thánh ý cha, cha sẽ nâng nó lên đến chỗ uy quyền và thánh thiện. Từ đó sẽ phát ra một tia lửa chuẩn bị thế gian cho cha đến lần sau hết. Kính chào đấng tình yêu ẩn khuất, sự sống của hồn con. Lạy Chúa Giêsu, con chào kính Chúa dưới những hình bánh vô nghĩa này. Chào kính lòng thương xót vô cùng ngọt ngào, đấng trào đổ chính mình cho các linh hồn. Chào kính đấng tốt lành vô biên, trào đổ cho mọi nơi những dòng thác ân sủng của Chúa. Lạy ánh sáng bị che khuất, ánh sáng của các linh hồn, con xin chào kính. Ôi suối nguồn thương xót vô tận, ôi nguồn mạch rất tinh sạch, phát nguyên sự sống và sự thánh thiện cho chúng con. Xin chào kính niềm hoan lạc cho các linh hồn thanh sạch. Xin chào kính nguồn hy vọng duy nhất của các linh hồn tội nhân. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết có những lúc con không có những tư tưởng lành thánh, cũng chẳng có tâm hồn hướng thượng. Con cam chịu bản thân một cách nhẫn nhục và thừa nhận đó chính là con người của con, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp đều là hồng ân của Chúa. Và vì vậy con hạ mình thẳm sâu và kêu khóc nài xin Chúa trợ giúp. Và hồng ân thăm viếng sẽ không chậm trễ đến với một tâm hồn khiêm cung. Hỡi người trinh khiết, bông hoa khả ái, người không còn sống lâu nơi trần thế này. Ôi vẻ khả ái của ngươi diễm kiều quá, người hiền thê thanh khiết của ta. Không con số nào có thể đếm ngươi, bông hoa tinh tấn của ngươi quý giá chừng nào. Sự trong sáng của ngươi không sao lu mờ, can đảm, dũng mạnh và bất khả chiến bại. Ngay cả tia sáng mặt trời giữa ngọn cũng mờ mịt trước sự hiện diện của con tim thanh khiết. Tôi không thấy gì cao sang hơn đức thanh khiết. Đó là một bông hoa được hái từ trái tim thần linh. Ôi người trinh khiết hiền diệu, hoa hồng thơm ngát. Mặc dù có rất nhiều thánh giá chúng dương gian, không mắt nào thấy được, và nó cũng chẳng vào tâm trí của ai. Một sự gì đó trên thiên đàng đợi chờ người trinh khiết. Ôi người trinh khiết, bông huệ trắng ngần, ngươi sống hoàn toàn chỉ vì Chúa Giêsu. Và trong chén trinh trong của trái tim ngươi là một nơi cư ngụ sung sướng cho chính Thiên Chúa.
Ôi người trinh khiết, không ai sẽ hát được khúc ca của ngươi. Trong khúc ca ấy lai láng tình yêu Thiên Chúa, ngay cả các thiên thần cũng không hiểu thấu những điều các tâm hồn trinh khiết hát khen Chúa Trời. Ôi người trinh khiết, bông hoa thiên đàng của ngươi che khuất tất cả những hào nhoáng thế gian. Và mặc dù trần gian không hiểu được ngươi, nhưng cúi đầu khiêm tốn trước mặt ngươi. Dù bước đường người trinh khiết rải đầy gai góc và cuộc đời ngổn ngang nhiều thập giá, nhưng ai can trường bằng họ, ai khuất phục được họ, người bất khả chiến bại. Ôi người trinh khiết, thiên thần chốn trần gian, sự cao cả của ngươi vang danh khắp giáo hội. Ngươi đứng chầu trước nhà tạng như một luyến thần, trở nên toàn khối yêu đương. Một lần kia, khi đang đi lại trên hành lang, tôi gặp một người đang phiền não vì những cám dỗ kịch liệt về vấn đề xưng tội và hoài nghi về tính bảo mật của bí tích. Mặc dù biết rõ tình trạng linh hồn ấy, nhưng tôi không bắt chuyện. Khi chúng tôi còn lại một mình, bà ấy đã thổ lộ tâm hồn và kể cho tôi tất cả. Sau một lúc ngắn trò chuyện, bà ấy nói: "Giờ đây tôi đã bình an, linh hồn tôi nhận được rất nhiều ánh sáng." Hôm nay Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết nên trao đổi một chút với một nữ tu kia, và một hồng ân đặc biệt của Chúa đã nâng đỡ tôi trong lúc nói chuyện, một cuộc nói chuyện chỉ vì vinh danh Chúa. Chúa phán với tôi: "Con hãy thường xuyên vào luyện ngục, bởi vì các linh hồn ở đó cần con." Lạy Chúa Giêsu của con hiểu ra ý nghĩa những lời Chúa phán với con. Nhưng trước tiên, xin cho con vào được kho tàng lòng thương xót Chúa. Ái nữ của Cha ơi, con hãy viết rằng Cha chính là khối toàn thương đối với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày đình của một linh hồn cũng không làm Cha nổi cơn thịnh nộ. Trái lại, trái tim Cha động lòng xót thương họ hết tình. Lạy Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ mà không nhăn mặt khi uống chén đắng. Xin kính Chúa hãy giúp con thực hiện hy sinh để làm thỏa lòng Chúa. Ước chi nó đừng bị hoen ố vì lòng tự ái của con, mặc dù kéo dài suốt nhiều năm trường. Ước chi ý hướng ngay lành của con làm đẹp lòng Chúa, một sức sống tươi vui và sung mãn. Kiếp sống này của con là một cuộc chiến triền miên, một cố gắng trường kỳ để thực thi thánh ý Chúa. Và ước chi tất cả những gì nơi con, cả nỗi khốn cùng và sức mạnh của con đều chúc tụng Chúa. Ôi lạy Chúa! Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng các thiên thần. Ôi lạy Chúa! Chúa là sự hạnh phúc tại nội, và không cần một thụ tạo nào làm Chúa hạnh phúc, bởi vì chính Chúa là sự sung mãn của tình yêu. Tuy nhiên, chỉ vì yêu thương vô cùng mà Chúa đã cho các thụ tạo được hiện hữu và được thông phần hạnh phúc vĩnh cửu và đời sống của Chúa. Đó là đời sống thần linh nội tại Chúa đang sống. Một Thiên Chúa trong ba ngôi, với lòng yêu thương vô tận, Chúa đã tạo dựng các thiên thần và nhận các ngài vào tình yêu và tình thân linh thánh của Chúa.
Chúa đã cho các ngài khả năng yêu mến muôn đời. Lạy Chúa, mặc dù Chúa đã quảng đại trào thông cho các ngài vẻ huy hoàng của tình yêu và mỹ diệu, nhưng sự sung mãn của Chúa không vì thế mà suy giảm chút nào. Lạy Chúa, tình yêu và vẻ đẹp của các ngài cũng chẳng bổ túc cho Chúa thêm hoàn hảo, vì Chúa là mọi sự nơi chính Chúa. Và nếu Chúa đã cho các ngài thâm phần vào hạnh phúc của Chúa, được hiện hữu và yêu mến Chúa, thì chỉ vì vực thẳm yêu thương của Chúa mà thôi. Đó là sự tốt lành vô biên của Chúa. Vì thế các thiên thần sẽ không ngớt dâng lời tán tụng, phục mình dưới ngai tòa uy nghi của Chúa, và cùng vang lên khúc tân ca muôn thuở: Thánh, thánh, thánh. Lạy Thiên Chúa nhân lành, nguyện Chúa được chúc tụng. Lạy Thiên Chúa ba ngôi, khôn thấu, vô cùng, vô tận. Vì mình hoàn toàn trong Chúa, tâm trí các thiên thần cũng không hiểu hết Chúa. Vì thế, đời đời các ngài vẫn không ngớt lặp đi lặp lại: Thánh. Lạy Chúa, nguyện Chúa được tôn vinh, đấng tạo hóa nhân lành của chúng con, toàn năng, đầy lòng thương xót, vượt mọi trí tưởng. Yêu mến Chúa là sứ mạng cuộc hiện hữu của chúng con. Hát lên bài thánh ca muôn thuở: Thánh, thánh. Lạy Thiên Chúa nhân lành, tình yêu hằng hữu, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa vượt trên các tầng trời, cõi cao xanh và thiên giới. Ca đoàn các thiên thần chúc tụng Chúa bằng bài thánh ca muôn thuở ba lần thánh. Và lạy Chúa, được chiêm ngắm Chúa nhãn tiền, con biết Chúa đã có thể gọi các thụ tạo khác trước các ngài. Vì vậy các ngài khiêm tốn trước nhan Chúa trong tâm tình rất mật khiêm cung, vì thấy rõ hồng ân này phát xuất từ lòng thương xót Chúa. Một trong những thiên thần xinh đẹp nhất đã không nhìn nhận lòng thương xót Chúa, và mù tối vì kiêu căng đã lôi kéo những thần khác theo mình. Từ một thiên thần hết sức xinh đẹp, hắn trở thành Satan, tức khắc từ thiên quốc bị xô nhào xuống hỏa ngục. Khi ấy các thiên thần trung thành đã reo lên: Vinh quang lòng thương xót Thiên Chúa. Các ngài kiên vững trong cuộc thử thách cam go, chúc tụng Chúa Giêsu đấng Kitô tự hạ, chúc tụng mẹ người trinh nữ khiêm hạ trong trắng. Sau trận chiến, các thần lành đắm đuối trong đại dương thần linh, chiêm ngưỡng chúc tụng các tầng sâu lòng thương xót Chúa, ghìm mình trong lòng thương xót và ánh sáng rạng ngời của Chúa, vì có được tri thức về ba ngôi một Thiên Chúa. Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong việc tạo thành nhân loại. Lạy Thiên Chúa, vì lòng thương xót mà Chúa đã đoái thương gọi nhân loại từ hư vô ra hiện hữu, và Chúa đã quảng đại ban cho họ nhiên tính và ân. Nhưng điều ấy dường như còn quá ít ỏi so với lòng nhân lành vô biên của Chúa. Lạy Chúa, với lòng thương xót, Chúa còn ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúa đón nhận chúng con vào hạnh phúc muôn đời của Chúa, và cho chúng con thông phần sự sống nội tại của Chúa. Chúa làm điều này chỉ vì thương xót chúng con mà thôi. Chúa ban cho chúng con những quà tặng thánh ân, chỉ vì một mình Chúa là đấng tốt lành và đầy yêu thương. Chúa không cần chúng con mới được hạnh phúc,
Nhưng lạy Chúa, Chúa đã muốn chia sẻ hạnh phúc của Chúa cho chúng con. Nhưng con người đã không đứng vững trong cơn thử thách. Và lẽ ra Chúa đã trừng phạt họ như các thiên thần với sự ruồng bỏ mãi mãi. Nhưng ở đây lại trỗi lên lòng thương xót Chúa. Hữu thể thẳm sâu vô cùng của Chúa đã hết sức xúc động với lòng thương cảm. Và Chúa đã hứa ban phần rỗi lại cho chúng con. Chính với lòng lân tuất tuyệt vời, Chúa đã không trừng phạt chúng con cho đáng tội. Lạy Chúa, nguyện xin lòng thương xót Chúa được tán dương. Chúng con sẽ mãi mãi muôn đời ca tụng Chúa, và các thiên thần sẽ ngỡ ngàng khi thấy lòng thương xót cao cả vô biên Chúa đã tỏ ra cho nhân loại. Ôi Thiên Chúa nhân từ của chúng con, nguyện Chúa được tôn thờ. Ôi Thiên Chúa toàn năng và đấng tạo hóa, sắp mình khiêm cung, chúng con dâng lời tán tụng vì mình trong đại dương thần tính Chúa. Nhưng con người đã không kiên vững trong giờ thử thách. Trước suối bẫy của thần dữ, họ đã bất trung với Chúa, đánh mất ân sủng và ân huệ Chúa ban, chỉ còn nỗi khốn cùng. Nước mắt, đau khổ, buồn phiền, cay đắng, cho đến khi an nghỉ dưới mồ. Nhưng lạy Chúa nhân từ, Chúa đã không để cho con người phải chết, nên đã hứa ban đấng cứu độ. Chúa không để chúng con tuyệt vọng. Bất chấp những xúc phạm nặng nề của chúng con, Chúa đã sai các sứ ngôn của Chúa đến với dân tộc Israel. Tuy vậy, nhân loại vẫn ngày đêm kêu khóc cùng Chúa. Từ thung lũng khốn cùng, tội lỗi với tất cả thương đau, Chúa ngự trên trời, nghe thấu tiếng than vang và những giọt nước mắt. Thiên Chúa đầy nhân hậu, Thiên Chúa đầy xót thương. Nhân loại lỡ lầm, nhưng không thể xin tha thứ. Từ vực thẳm ngăn cách giữa Thiên Chúa và nhân loại, với tiếng rên thê thảm, họ kêu lên, lạy đấng xót thương. Giê-hô-va vẫn im tiếng, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng nỗi trăn trở của toàn nhân loại trầm thống hơn nữa. Một nỗi khao khát đấng được hứa ban. Lạy Thiên Thiên Chúa, xin đến xóa tội chúng con. Xin hãy đến như tia sáng chiếu soi miền tâm tối chúng con. Nhân loại không ngớt kêu xin Chúa, lạy Chúa các Chúa. Vang lên lòng thương xót vô biên, khẩn nài lòng cảm thương của Chúa. Ôi Giê-hô-va quyền uy, xin ban ơn tha thứ cho chúng con. Xin nhớ lại lòng nhân hậu Chúa và tha thứ tội lỗi chúng con. Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong việc sai con một người đến với chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã không hủy diệt nhân loại sau khi họ sa ngã. Nhưng với lòng thương xót, Chúa đã thứ tha. Chúa tha thứ một cách thánh thiện, nghĩa là không những xá tội mà còn đổ tràn cho họ đủ mọi ân thánh. Lòng lân tức đã làm Chúa chạnh lòng đoái thương hạ mình đến với chúng con và nâng chúng con ra khỏi kiếp đớn hèn. Thiên Chúa sẽ giáng thế, Thiên Chúa hằng sống sẽ giáng thế. Nhưng lạy Chúa, Chúa giáng thế ở đâu? Phải chăng là đền thờ Salomon? Hoặc Chúa cho kiến thiết một nhà tạm cho chính Chúa? Chúa định xuống ở đâu? Lạy Chúa, chúng con sẽ chuẩn bị cho Chúa một nhà tạm thế nào đây? Bởi vì toàn thể địa cầu
là bệ chân của Chúa. Thật sự, Chúa đã dọn sẵn một nhà tạm cho Chúa. Đó là Đức Thánh Trinh Nữ. Cung lòng vô nhiễm Đức Mẹ là nơi ngự của Chúa. Và lạy Chúa, phép lạ tuyệt vời của lòng thương xót Chúa đã xảy ra. Ngôi lời đã thành luật thệ. Thiên Chúa ngự giữa chúng con. Ngôi lời Thiên Chúa, lòng thương xót nhập thể. Bằng việc tự hạ, Chúa đã nâng chúng con lên với Chúa. Đó là sự thái quá của tình yêu, của vực thẳm xót thương của Chúa. Thiên đàng kinh ngạc trước sự sung mãn của tình yêu Chúa. Giờ đây không còn ai phải sợ hãi khi đến cùng Chúa. Chúa là Thiên Chúa khoan nhân. Chúa cảm thương nỗi đớn hèn của chúng con. Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Và chúng con là thần dân của Chúa. Chúa là hiền phụ của chúng con. Và chúng con nhờ ơn Thánh mà được làm con cái Chúa. Nguyện lòng thương xót Chúa được chúc tụng, vì Chúa đã đoái thương tự hạ đến với chúng con. Ôi Thiên Chúa nhân từ, nguyện Chúa được kính thờ, vì Chúa đã đối thương từ trời giáng thế. Chúng con sắp mình khiêm cung tôn thờ, vì Chúa đã hạ cố mà nâng toàn thể nhân loại lên. Lòng thương xót Chúa thật khôn dò khôn thấu, vì yêu chúng con mà Chúa đã nhập thể nơi lòng Đức Thánh vô nhiễm, không vương mắc tội tình. Vì Chúa đã định như thế từ muôn đời muôn thuở. Đức Thánh Trinh Nữ diễm phúc, bông huệ tinh tuyết, người đầu tiên ca ngợi quyền toàn năng thương xót Chúa. Tâm hồn thanh khiết của mẹ rộng mở tình yêu cho ngôi lời giáng thế. Mẹ tin lời sứ thần Thiên Chúa và kiên vững trong niềm tín thác. Thiên đàng ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã trở nên con người, vì trên trần gian có một trái tim xứng đáng cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, vì sao Chúa không kết hợp với vị luyến thần? Cho dù cung lòng đồng trinh hết sức thanh sạch, nhưng đây vẫn là một mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa. Ôi mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, ôi Thiên Chúa đầy trắc ẩn. Chúa đã đối thương từ bỏ ngay trời, để xuống với đớn hèn của chúng con, với yếu đuối nhân loại. Vì không phải các thiên thần, nhưng là nhân loại cần đến lòng thương xót. Để dâng lời tán dương lòng thương xót Chúa cho xứng đáng, chúng con xin họp với hiền mẫu vô nhiễm của Chúa. Khi ấy, khúc ca của chúng con sẽ đẹp lòng Chúa hơn, vì mẹ là người được tuyển chọn giữa toàn thể nhân loại và thiên thần. Qua mẹ, như pha lê tinh tuyền, lòng thương xót Chúa được thông ban cho chúng con. Qua mẹ, nhân loại được đẹp lòng Thiên Chúa. Qua mẹ, những dòng suối thánh ân trào đổ xuống cho chúng con. Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ nhân loại. Lạy Thiên Chúa, Chúa có thể cứu hàng ngàn thế giới chỉ bằng một lời. Một tiếng thở than của Chúa Giêsu cũng làm thỏa phép công bình của Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, chính vì yêu thương chúng con, Chúa đã cam chịu cuộc thương khó khốc liệt đến thế. Phép công bình Chúa Cha có thể được đền bồi chỉ bằng một tiếng thở than của Chúa. Vì thế, tất cả việc tự hạ của Chúa
chỉ là công việc của lòng thương và tình yêu cao vời của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, khi lìa bỏ thế gian, Chúa đã muốn ở lại với chúng con, và vì thế Chúa đã để lại cho chúng con bí tích trên bàn thờ, và Chúa đã mở rộng lòng thương xót Chúa cho chúng con. Không nỗi khốn nạn nào có thể làm Chúa cạn kiệt. Chúa đã mời gọi tất cả chúng con đến với suối nguồn tình yêu, suối nguồn lân túc của Chúa. Đây là nhà tạm của lòng thương xót Chúa, là thần dược cho mọi tật bệnh của chúng con. Ôi nguồn suối xót thương hằng sống, nơi mọi linh hồn đều được lôi kéo. Một số như những chú nai khát khao tình yêu Chúa, một số tẩy rửa thương tích tội lỗi, một số đến kính múc sức mạnh vì đã kiệt sức trong cuộc đời. Trong giờ phút sinh thì trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con sự sống muôn đời, để khi cảnh sườn thánh thiện của Chúa được mở ra, Chúa đã khai thông một nguồn mạch thương xót bất tận cho chúng con, ban cho chúng con kho tàng quý báu nhất của Chúa, đó là máu và nước trong trái tim Chúa. Quyền toàn năng lòng thương xót Chúa là như thế. Từ đó mọi ân sủng trào đổ xuống cho chúng con. Ôi Thiên Chúa, nguyện Chúa được tôn thờ trong công cuộc lòng thương xót, được mọi tâm hồn trung thành chúc tụng, nơi những người được Chúa nhìn đến, nơi những người ở trong sự sống bất tử của Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, xin vũ lòng đoái thương. Cuộc đời trần gian của Chúa thật bi thảm, và công trình của Chúa kết thúc trong nhục hình kinh hại, bị căng thây trên cây gỗ thập hình, tất cả chỉ vì yêu thương linh hồn chúng con. Với tình yêu tuyệt vời, Chúa đã để cạnh sườn cực thánh của Chúa bị mở ra, và những nguồn suối máu cùng nước đã từ trái tim Chúa trào tuôn. Nơi đây là nguồn mạch hằng sống của lòng thương xót Chúa. Nơi đây các linh hồn nhận được ủi an và bổ sức. Trong bí tích thánh thể, Chúa lưu lại cho chúng con lòng thương xót. Tình yêu Chúa đã đoái thương an bài như thế, để sống cuộc đời này trong đau khổ lầm than, con vẫn không bao giờ hoài nghi lòng nhân lành và tình thương của Chúa. Giả như mọi khốn nạn của thế gian đè nặng trên hồn con, chúng con vẫn không được nghi ngờ một phút giây, nhưng phải tín thác vào sức mạnh tình thương Chúa. Vì với lòng từ ái, Chúa đón nhận con tim thống hối. Ôi lòng thương xót vời vợi của Thiên Chúa chúng con, nguồn mạch cảm thông và trọn vẹn ngọt ngào. Hỡi linh hồn, hãy tín thác, hãy tín thác, dù ô nhơ tội lỗi, vì khi đến với Chúa, ngươi không còn cảm thấy đắng cay, bởi vì Chúa là ngọn lửa tình yêu vĩ đại sống động. Khi chúng ta thành tâm đến với người, đớn hèn, tội lụy và hành vi xấu xa của chúng ta sẽ biến mất. Người sẽ trả nợ dùng khi chúng ta phó mình cho người. Lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trong việc điểm tô toàn thể địa cầu để làm cuộc sống của nhân loại hạnh phúc. Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa được tràn trải khắp nơi một cách quảng đại, và Chúa đã thực hiện tất cả điều ấy vì nhân loại. Ôi,
chắc chắn Chúa yêu thương nhân loại rất thiết tha, vì tình yêu Chúa quá ân cần đối với họ. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con, khắp mọi nơi con đều nhìn ra dấu vết bàn tay và ấn tích lòng thương xót Chúa đang ôm ấp toàn thể các loài thụ sinh. Lạy đấng tạo hóa đầy lòng cảm thương của con, con muốn thờ phượng Chúa thay cho tất cả các loài sinh linh và vô linh. Con mời gọi toàn thể vũ trụ hãy tán dương lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, cao cả thay lòng nhân lành của Chúa. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của chúng con, nguyện Chúa được tôn thờ. Hỡi vũ trụ, hãy khiêm cung tán tụng Thiên Chúa. Hãy tận sức cảm tạ đấng tạo hóa của ngươi và chúc tụng lòng thương xót vô biên của người. Hãy đến, hỡi địa cầu, với tất cả cây cỏ xanh tươi và biển xanh thăm thẳm, cả ngươi nữa cũng hãy đến. Hãy để lòng tri ân của các ngươi trở nên một khúc ca yêu mến, và hãy tôn vinh lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa. Hãy đến, hỡi Thái Dương xinh đẹp rạng ngời. Hãy đến, hỡi Bình Minh tươi sáng tiên phong. Hãy cùng hát khúc tân ca, để giọng thanh trong của các ngươi cùng đồng thanh ca khen lòng thương xót cao vời của Chúa. Hãy đến, hỡi đồi núi, thung lũng, rừng xanh vi vu bạc ngàn. Hãy đến, hỡi những bông hoa dễ thương buổi ban mai. Hãy để hương thơm độc đáo của ngươi thờ phượng và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Hãy đến, hỡi tất cả những vật đẹp xinh của trái đất, những vật khiến con người không ngừng kinh ngạc. Hãy thờ phượng Thiên Chúa trong vẻ hài hòa của các ngươi bằng cách tôn vinh lòng thương xót cao vời của Thiên Chúa. Hãy đến, hỡi vẻ đẹp không thể nhạt nhòa của toàn trái đất. Hãy tôn thờ đấng tạo thành ngươi với hết lòng khiêm cung, và mọi vật đều được khóa chặt nơi lòng thương xót Chúa. Hãy cất giọng hùng tráng reo lên, vĩ đại thay lòng thương xót Chúa. Nhưng vượt trên tất cả những vẻ kiều diễm ấy, một lời tán dương làm thỏa lòng Thiên Chúa hơn nữa, là một linh hồn ngây thơ đầy tín thác thơ trẻ, nhờ ơn Chúa được gắn bó mật thiết với người. Lạy Chúa Giêsu ẩn ngự trong bí tích cực thánh trên bàn thờ, tình yêu và lòng thương độc nhất của con phó dâng lên Chúa tất cả những nhu cầu của thân xác và linh hồn con. Chúa có thể trợ giúp con, bởi vì Chúa chính là toàn thương. Nơi Chúa là tất cả hy vọng của con. Krakow, Pratnik, ngày 2 tháng 6 năm 1938. Tuần tĩnh tâm 3 ngày. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Giêsu, đấng đã chọn ngày giờ và truyền cho tôi làm tuần tĩnh tâm này, tức là 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và chính người hướng dẫn cuộc tĩnh tâm này. Tuy nhiên, tôi đã hỏi Cha giải tội xem có được làm một tuần tĩnh tâm như vậy hay không, và tôi đã được Ngài ban phép. Tôi còn xin Mẹ Bề Trên và cũng nhận được phép. Trước đó, tôi quyết định sẽ không làm tuần tĩnh tâm này trừ phi được phép của các bề trên. Tôi khởi sự làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần và chờ phép của Mẹ Bề Trên. Đáng lý hôm nay tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm
nhưng vẫn chưa nhận được tin về quyết định của mẹ bề trên. Khi lên nhà nguyện làm các việc đạo đức buổi tối, tôi thấy Chúa Giêsu trong lúc đọc kinh cầu: Hỡi ái nữ của Cha, chúng ta bắt đầu tuần tĩnh tâm nhé. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, Tôn sư rất dấu yêu của con, con không làm được vì vẫn chưa nhận được tin mẹ bề trên có ban phép hay không. Hỡi ái nữ của Cha, con đừng áy náy, bề trên đã ban phép rồi. Con sẽ được thông tri điều ấy vào sáng mai, nhưng chúng ta hãy bắt đầu tĩnh tâm ngay hôm nay. Và quả thật, mẹ bề trên đã điện thoại cho chị giúp tôi lúc bệnh và nhờ báo cho tôi biết về phép làm tuần tĩnh tâm, nhưng chị ấy đã quên. Mãi đến hôm sau, chị ấy mới cho tôi biết. Chị ấy hết lòng xin lỗi vì đã không nói ngay từ hôm trước. Tôi đáp lại: Xin chị đừng buồn, em đã bắt đầu tĩnh tâm rồi, theo đúng ý của mẹ bề trên.